Ngày 4 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điện Biên tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề Chỉ một trái đất. Tới dự có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Điện Biên. Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 với chủ đề Chỉ một trái đất nhằm truyền tải ý nghĩa, thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và để lại những hậu quả khó lường cho các thế hệ mai sau. Do đó, chung tay hành động để bảo vệ môi trường sống là trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng. Riêng đối với xã Định Biên, năm 2022 là năm về đích nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường sẽ góp phần giúp địa phương thực hiện tốt tiêu chí số 17 về xây dựng nông thôn mới. Do vậy, được các cấp hội phụ nữ và nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng. Nhận được kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Định Hóa, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Biên đã xây dựng kế hoạch để tổ chức các cái hoạt động chào mừng Ngày Môi trường Thế giới. Ví dụ như là duy trì tốt các cái câu lạc bộ để chăm sóc, cũng như là góp tỉa đường hoa, rồi là tuyên truyền về các cái nội dung ba có về giữ vệ sinh nhà sạch, ngõ sạch, bếp sạch, và tuyên truyền cho toàn thể hội chị phụ nữ là sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, không phải là duy nhất là cái ngày môi trường, mà hàng ngày, hàng tháng, hàng quý là vẫn thường xuyên để duy trì, để đạt cái chuẩn xã về đích năm, về đích nông thôn mới năm 2022 ạ. Ngày Môi trường Thế giới thì do huyện phát động, thì như hôm nay thì xóm làng Quảng chúng tôi cũng báo đến toàn thể hội viên cùng bà con trong xóm cũng đến chung tay cùng nhau làm cỏ và trồng cây xanh để cho môi trường ngày thêm xanh sạch đẹp. Thì qua đây thì tôi cũng muốn là cả nước chúng ta cùng chung tay bảo vệ môi trường ngày một xanh sạch đẹp, để cho môi trường chúng mình trong lành hơn, để chúng mình hưởng thụ những ngày tốt đẹp hơn. Ngày sau lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, các đại biểu cùng cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân các xóm trên địa bàn xã Định Biên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa và gắn biển.